Thanh Trúc thân ái mời quý vị trở lại cùng chương trình Chào Washington DC với Thanh Trúc và vị khách mời đến từ phương xa, luật sư Trịnh Hội. Xin chào chị. Trịnh Hội có thể cho biết là phim Mẹ Vắng Nhà được chiếu lần đầu tiên ở đâu và được có gặp những cái khó khăn nào không? Đó. Thưa chị, là phải nói là phim này đã được trình chiếu lần đầu tiên đó là ở bên Úc và không gặp bất kỳ khó khăn nào cả. Và lúc đó ít người biết đến cuốn phim này. Nhưng mà khi mà nó sang bên Thái Lan thì nó có vấn đề. Hôm đó là thưa quý vị là Trịnh Hội đã bàn với lại ông chủ tịch của câu lạc bộ báo chí truyền thông quốc tế, nó gọi là FCCT, là Foreign Correspondents Club of Thailand. Và ông nói là mình nên trình chiếu cuốn phim này cho một số ký giả ngoại quốc họ xem. Thì cuốn phim đó được trình chiếu và không có vấn đề gì cả. Nhưng mà bởi vì cuốn phim đó người ta lại thấy hay, nhất là các ký giả ngoại quốc, thì họ mới nói rằng là bây giờ phải chiếu lại một lần thứ hai, cũng ở ngay FCCT, ở ngay thủ đô Bangkok, ngay trung tâm, và mình phải quảng cáo rầm rộ để nhiều người đến nữa. Bởi vì cái câu lạc bộ đó, đó nó có tới 1.200 thành viên. Thì Trịnh Hội nói yes sure, mình cứ quảng cáo đi. Mặc dù là Trịnh Hội biết rằng là ở Thái Lan thì dĩ nhiên nó không giống như Mỹ ở bên Úc. Cái sự hợp tác giữa chính phủ Thái Lan và chính phủ Việt Nam là có. Mà mình không nghĩ là nó sẽ xảy ra. Mình nghĩ rằng là sẽ có cái sự gọi là không thích của tòa đại sứ Việt Nam ở đó. Nhưng mà cuối cùng thì một ngày trước khi mà cuốn phim được trình chiếu lần thứ hai ở FCCT, thì cuốn phim cảnh sát Thái đã đến và áp lực FCCT không chiếu cuốn phim đó. Không cho chiếu phim đó. Nhưng mà phải xin nói thêm thưa chị là cũng nhờ cuốn phim bị cấm chiếu ở Thái Lan và dĩ nhiên là bị cấm chiếu ở Việt Nam mà cuốn phim nó đã được đến tay rất nhiều người. Phải nói rằng là bởi vì nó bị cấm chiếu ở ngay cái chỗ mà gọi là có rất nhiều phóng viên báo chí, vì vậy họ đã đăng cái tin là không được chiếu, và nó được lên cái tờ báo lớn nhất của ở Bangkok là Bangkok Post, là tờ báo Anh ngữ mà được yêu chuộng nhất. Và cũng nhờ đó thì bắt đầu là cộng đồng người Việt và những tổ chức nhân quyền trên thế giới liên lạc thẳng với Trịnh Hội và yêu cầu là phải đem cuốn phim này trình chiếu khắp mọi nơi. Và cũng nhờ như vậy, nhờ chính quyền Việt Nam đã quảng cáo free cho Voice một cái kịch bản mà Voice không bao giờ ngờ tới. Thành thử phim này đã được đi đến đây là hình như là 8 nước rồi, và trong thời gian 2 tháng nữa nó sẽ đi tất tần tật ở tất cả mọi nơi trên khắp thế giới trước khi mà Voice sẽ đăng lên YouTube cho tất cả mọi người xem. Dạ. Chúc chắc chắn là ở Việt Nam là chắc chắn là rất là khó khăn. Đúng, ở Việt Nam thưa quý vị là bị cấm chiếu, nhưng mà ở Việt Nam cái điều nó lạ là chúng ta cũng biết bị cấm chiếu là một chuyện, nhưng mà có được chiếu hay không là chuyện khác. Hiện giờ thì Trịnh Hội có thể xác nhận đó là có 3 nơi đã trình chiếu. Thứ nhất là ở các nhà thờ ở Nghệ An, các cha đã cho trình chiếu trong các nhà thờ. Thứ hai là có 2 địa điểm là 2 cái tòa đại sứ của 2 nước lớn, Trịnh Hội không có tiện nói ra đây, đã liên lạc thẳng với Trịnh Hội và nói là họ muốn chiếu ngay cái trong tòa đại sứ của họ. Thì thế thì tụi này đã chưa đưa phim cho họ và họ chiếu cho không những là nhân viên của họ xem, nhân viên của nước đó lẫn nhân viên Việt Nam, và lẫn với lại tất cả các nhân viên của tòa đại sứ khác họ mời đến để làm một cái sự kiện. Thành thử là phải rất rất là cảm ơn các anh cộng sản nhà Việt Nam chúng ta đã giúp cho Voice. Thật quý vị là nếu như mà phải mà bỏ tiền ra mà quảng cáo làm cái cuốn phim này thì thật sự là Voice sẽ không có tiền. Nó thật sự là nếu mà muốn có thì không có được đâu. Làm sao mình quảng cáo mà hay đến đấy. Nhưng hình như là con người chúng ta ai cũng thích xem cái gì nó bị cấm. Và đặc biệt là do Việt Nam cấm thì người ta càng muốn xem. Lần này thưa chị là phải nói thêm đó là thứ 6 này là tổ chức ở Washington DC thì có mặt Trịnh Hội. Nhưng mà có nhiều nơi là Trịnh Hội không có mặt nổi, là tại vì đi không nổi. Dạ. Quý vị là hiện giờ phim đang được làm phụ đề nhiều lắm. Qua tiếng Pháp. Đã làm phụ đề và tiếng Trung Quốc rồi, bởi vì chiếu bên Đài Loan. Rồi bây giờ phải làm phụ đề tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ba Lan, tiếng Tiệp và tiếng Na Uy. Trịnh Hội có thể đánh giá được cái sự đón nhận của cái bộ phim này đối với riêng người Việt Nam mình mà ở ngoài nước đó, nó như thế nào? Phải nói là thưa chị, cái sự đón nhận nó hoàn toàn nằm ngoài cái sự tưởng tượng của tụi em. Tụi em không nghĩ rằng là cuốn phim này nó mang đến nhiều cái sự cảm xúc đến với khán thính giả. Và có thể nói rằng là
thật sự thì Trịnh Hội cũng đã hoạt động trong cái giới mà gọi là nhân quyền hoặc là xã hội cũng lâu rồi, nhưng mà chưa có một cái sự kiện nào mà Trịnh Hội cảm nhận được cái sự đoàn kết cũng như là ủng hộ của nhiều thành phần khác nhau, mà có những thành phần là chưa bao giờ họ tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng, từ các em nhỏ cho đến bà mẹ già. Họ, và mặc dù cuốn phim này không phải là cuốn phim để mà Voice đem đi gây quỹ cho Voice hoặc là cho những tù nhân lương tâm, nhưng mà mặc dù mà nó là không gây quỹ, người ta vẫn rất là muốn ủng hộ cho những tù nhân lương tâm như là gia đình mẹ Nắm hoặc là những gia đình khác. Và cũng xin nói thêm đó là cái sự mà giúp đỡ của đồng bào nó không phải dừng ở đó. Có nhiều người đã muốn tham gia với Voice để tiếp tục những cái công việc khác của Voice, cũng như là một số bạn trẻ Việt Nam cũng đã liên lạc với Trịnh Hội và nói rằng là các em muốn làm những cuốn phim khác. Và đó đúng là cái mục đích mà của Voice muốn đưa ra, là không những là tuổi trẻ Việt Nam của chúng ta không thờ ơ, không sợ hãi, mà hơn thế nữa, họ đã thấy được cái con đường họ cần phải đi. Nếu chúng ta thấy vào cuối tháng 6 có hàng chục ngàn người dám xuống đường biểu tình, thì trong thời gian sắp tới, Trịnh Hội mong là quý vị sẽ thấy được những cuốn phim tài liệu khác sẽ được cho ra đời, không phải chỉ về tù nhân lương tâm Mẹ Nắm, mà còn về những tù nhân lương tâm khác và những vấn đề xã hội khác bức bách như là Formosa, như là đặc khu, như là những vấn đề nó liên quan đến lãnh hải. Dạ vâng. Thì bây giờ họ muốn ủng hộ, họ làm như thế nào? Dạ. Thưa quý vị và thưa chị, cảm ơn chị đã có câu hỏi đó. Em nghĩ là có thể là câu hỏi là quan trọng nhất, phải không ạ? Chúng ta có thể làm gì? Trịnh Hội nghĩ rằng chúng ta có thể làm ít nhất là 3 điều. Và Trịnh Hội sẽ nói cái điều quan trọng nhất, sau đó là những cái điều sau. Điều quan trọng nhất đối với cuốn phim Mẹ Vắng Nhà, đó là những người xem phim sẽ cảm nhận được câu chuyện của tù nhân lương tâm Việt Nam nói chung. Và vì vậy, muốn cho cuốn phim này đi đến nhiều thành phố khác, nhiều người xem khác, không phải chỉ người Việt không, mà người Mỹ, người Úc, người Canada, những người Âu Châu. Phim có phụ đề, chúng ta cần có nhiều người hiểu rõ hơn về vấn đề tù nhân lương tâm của Việt Nam. Đó là cái quan trọng hàng đầu. Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết và liên lạc với Voice để mà chiếu cuốn phim này, thì xin quý vị lên cái trang Facebook của Mẹ Vắng Nhà của Voice, hoặc là lên trang website của Voice, hoặc là Facebook của Voice, mà có lẽ là quý vị cũng thấy những cái thông tin ở dưới đây. Điều thứ hai, đó là nếu quý vị có anh em, bạn bè, bà con cháu đã học vừa ra trường rồi và muốn tiếp tục tranh đấu cho những tù nhân lương tâm Việt Nam, dĩ nhiên một cuốn phim này chưa đủ. Chúng ta cần phải có những hành động thiết thực khác, có những cái tổ chức mà chúng ta có thể cùng làm việc chung với nhau, những cái dự án mà chúng ta có thể làm việc chung với nhau để thúc đẩy vấn đề nhân quyền cho Việt Nam. Thì quý vị có thể gửi những người bạn bè con cái đó sang cho Voice làm việc thiện nguyện 6 tháng, 1 năm hoặc là 2 năm qua bên Thái Lan hoặc qua bên Phi Luật Tân làm việc thiện nguyện cùng với Voice. Đó là cái điều mà Trịnh Hội rất là cần thiết sự ủng hộ của quý vị ở cái điểm đó. Nó là manpower, cái sự giúp đỡ về nhân lực. Và cuối cùng, nếu như sự giúp đỡ về nhân lực không được, hoặc là sự giúp đỡ về quảng cáo cho cuốn phim này không được, thì có thể là quý vị có thể giúp đỡ về tài chính cho Voice, để không những là thực hiện được cuốn phim vừa rồi, mà còn để thực hiện những cái cuốn phim trong tương lai, kể cả việc giúp đỡ cho những tù nhân lương tâm Việt Nam. Trịnh Hội cũng xin nói thêm là tất cả các sự đóng góp của đồng bào ở khắp mọi nơi trong 7 cái nơi vừa qua, thì Voice tổng hợp lại và sẽ chia ra làm 2 phần. 2 phần 3 thì dành cho những tù nhân lương tâm Việt Nam, giúp đỡ cho gia đình họ. Và 1 phần 3 dành để giúp đỡ cho những dự án khác về nhân quyền. Dạ vâng. Thanh Trúc xin cảm ơn thời giờ của luật sư Trịnh Hội. Trịnh Hội và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và xin hẹn lại quý vị trong chương trình kế tiếp. Dạ, hẹn gặp lại quý vị.